cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn phải chăng có nhân duyên xác cũng có thể nói vô lượng vô biên thọ tưởng hành thức cũng có thể nói vô lượng vô biên phật dạy này thiện hiện vì có nhân duyên nên xác cũng nói vô lượng vô biên thọ tưởng hành thức cũng nói vô lượng vô biên cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn nhân duyên nào mà xác cũng nói vô lượng vô biên thọ tưởng hành thức cũng nói vô lượng vô biên phật dạy này thiện hiện sắc là tánh không, nên cũng nói là vô lượng vô biên. Thọ tưởng hành thức là tánh không, nên cũng nói là vô lượng vô biên. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn chỉ có sắc thọ tưởng hành thức là không, hay tất cả Pháp cũng đều không. Phật dạy, này thiện hiện trước đây ta đã chẳng từng nói tất cả Pháp đều không đó sao. Thiện hiện bạch Phật. Tuy Phật thường nói các pháp đều không, nhưng các hữu tình không có kiến thức hiểu biết, nên nay còn hỏi lại như vậy. Phật dạy, này thiện hiện không phải chỉ có sắc thọ tưởng hành thức là không, mà ta nói các pháp đều không. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn vô lượng vô biên là khái niệm gì? Phật dạy, này thiện hiện vô lượng vô biên là khái niệm của không vô tướng vô nguyện. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật bạch thế tôn vô lượng vô biên chỉ là không vô tướng vô nguyện ngoài ra còn có nghĩa nào khác phật dạy này thiện hiện ý ông nghĩ sao ta đâu chẳng nói tất cả pháp môn đều không đó sao thiện hiện bạch phật đương như lai thường dạy tất cả pháp môn đều không phật dạy này thiện hiện không tức là vô tận không tức là vô lượng không tức là vô biên không tức là các nghĩa khác thế nên này thiện hiện tất cả pháp môn tuy có nhiều cách nói khác nhau, nhưng nghĩa không khác. Thiện hiện nên biết, các pháp không, lý đều không thể nói, như lai phương tiện nói là vô tận, hoặc nói vô lượng, nói vô biên, nói là không, nói vô tướng, nói vô nguyện, nói vô tác, nói vô sanh, nói vô diệt, nói phì hữu, nói vắng lặng, nói lẻ nhiễm, nói niết bàn, vân vân. Thật nghĩa vô lượng pháp môn của các pháp như thế không khác, đều do như lai ứng tránh đẳng giác vì các hữu tình phương tiện giảng nói khi ấy thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn hy hi hữu thay, Ngài đã dùng phương tiện thiện xảo, thật tánh các pháp vốn không thể giảng nói, nhưng vì hữu tình nên phương tiện chỉ rõ, như con hiểu nghĩa Phật đã nói, thật tánh các pháp đều không thể nói. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, thật tánh các pháp đều không thể nói. Vì sao? Vì tánh tất cả pháp rốt giáo đều không, không có người có thể giảng nói rốt giáo không đó được. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn nghĩa không thể nói có thêm bớt chăng? Phật dạy, này thiện hiện nghĩa không thể nói không có thêm bớt. Cụ thọ thiện hiện Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, nếu nghĩa không thể nói không thêm bớt, thì bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa cũng sẽ không thêm bớt. Nếu sáu pháp ba la mật đa này cũng không thêm bớt, thì phải sáu pháp ba la mật đa đều không sở hữu nếu sáu pháp ba-la-mật đa đều không sở hữu, thì tại sao đại bồ tát tu hành bố thí cho đến bát nhã ba-la-mật đa, cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, có thể thân cận quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề? Phật dạy: này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, bố thí vân vân sáu pháp ba-la-mật đa đều không thêm bớt cũng không sở hữu. Nhưng khi các đại bồ tát tu hành bát nhã ba-la-mật đa phương tiện thiện xảo, không nghĩ như vậy như vậy bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa có thêm có bớt chỉ nên nghĩ chỉ có danh tướng gọi là bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa chỉ đại bồ tát đó tu hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa đem bố thí này cho đến bát nhã ba la mật đa cầu hữu tác ý và nương nơi thiện căn cùng phát khởi tâm này cho các hữu tình một cách bình đẳng cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề phát khởi hồi hướng như quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật sâu xa vi diệu do thế lực tăng thượng của hồi hướng bằng phương tiện thiện xảo này nên chứng tác quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn thế nào gọi là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề phật dạy này thiện hiện chân như của các pháp gọi là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thiện hiện nên biết vì chân như của các pháp không có thêm bớt nên quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật cũng không thêm bớt nếu đại bồ tát thường an trụ tác ý tương ứng với chân như như vậy thì liền gần quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà. thế nên này thiện hiện nghĩa không thể nói tuy không thêm bớt nhưng không thối chuyển tác ý chân như bà làm mật đa tuy không thêm bớt nhưng không thối lui sự mong cầu quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề đại bồ tát nào an trụ tác ý chân như như vậy mà tu hành bố thí cho đến bát nhã bà làm mật đa liền gần quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề